cá mè quịch khủng nha mọi người. Chết tôi rồi. Mày quịch khủng nha mọi người. Cá mày quịch nha mọi người. Thank you.
sợ nó chui vô đá thôi nha. Giờ không biết đường bắt luôn mọi người. Ở đây dưới đây sống nó không có, sống không có gì mọi người, không biết sao bắt được con cá này đây nè. Con này sai hơn chục nha mọi người. Bắt được không mọi người? Quá chạy rồi. Mày quịch nha mọi người, mày quịch hơn chục ký luôn á. Bây giờ không có, không cách bắt mọi người. Bung quá mọi người. Ở dưới sống nguy hiểm lắm nha mọi người. Dưới đá gầm luôn nữa. Em không biết bắt nó kiểu gì luôn á. Không có khấu, không có gì hết mọi người. Tới hai con luôn nha mọi người. Đuối rồi đó mọi người. Bên kia mọi người. Mẹ rồi. Chạy bên kia không biết bắt được không nha mọi người. Được về bên đây mọi người. Vô. Dưới đó nguy hiểm lắm mọi người, em không dám xuống đâu. Em đổi qua bên đây nha mọi người. Bên kia mới bắt được nó nha mọi người. Thôi chạy em xuống cái lỗ này bắt nó luôn nha. Nổi kìa mọi người. Nói rồi, nó nói ơi.
rồi, lên trước rồi, em kéo nó quanh đây nha. Kéo nó quanh đây là bắt được nha mọi người. Nổi rồi. Mấy mèo ơi, mấy mèo quịt nha, mẹ trang khủng. Không phải mèo quịt, mẹ trang khủng. Ôi em tưởng mèo quịt. Chắc bắt không được đó mọi người. Thấy sao? Sống 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 sống. Ướt hết người nè mọi người. Sống nguy hiểm quá. Không có khấu khiết gì hết nha mọi người. Nguy hiểm quá. Mọi người ơi, ôi dính con lử à. Để nước lớn lên nha mọi người. Tưởng cá mè quịt mọi người, không phải cá mè quịt. Ồ mọi người, mày trang khủng nha, nếu mà cá mè quịt bự cái này là bắt cũng không được đâu mọi người. Ướt hết người ngậm mọi người. Con này em đoán là hơn chục ký đó mọi người. Hai con luôn nha mọi người, em thấy là hai con bự luôn nha. Quá trời con cá mọi người. Trời ơi, một con cá nè, con cá nè mọi người. Ôi. Quá thể con cá mọi người ơi. Vô bánh mọi người ơi. Nè mọi người nè, có con mồi nè, chút xíu nè. Gửi ra cái xu gì đó mọi người. Đó, gửi con vậy thôi nha mọi người. Nếu mà nãy mà ví dụ mà dính con mèo quịt nè, cỡ này là khó bắt lắm nha mọi người. Để xuống dưới đá cho.
ngập máy được trơn mọi người. Rồi em lôi nó lên cái đó. Thiệt là mọi người luôn, xách không nổi luôn á mọi người. Tại vì kéo nó nãy giờ mệt đó, giờ em xách nó không nổi luôn á. Giờ không biết đưa lên sao luôn nè mọi người ơi. Tại vì nó táp giống cá mèo quịt đó mọi người. Em tưởng là mèo quịt nha. Ôi, bây giờ sao sắp lên nè mọi người. Ây da. Wow. Sao em sợ bắt không được con này mọi người? Tại vì cái máy á mọi người, cái máy đó nó bị hư con lăn cước rồi mọi người. Thấy cá bự sợ mọi người. Hư con lăn cước nó chạy mà dây nóng quá nó đứt mọi người. Hên không đứt nha. Con này là trên chục rồi mọi người. Con này cá mè chan khủng nha mọi người. À mọi người coi nè. Con mồi nhỏ xíu nha mọi người. Mồi có hơn chục gram xíu à. Này tính con cá cỡ này nè mọi người. Mọi người thấy sống không? Sống khúc này là em nói là trắng giá luôn á mọi người. Kéo nó vô trong mà, cá mèo quịt mà kéo vô trong kiểu này là bắt không được nha mọi người. Nó chạy xuống đá dưới đó có mấy cái hầm đá gù dữ lắm mọi người ơi. Khoảng cá mèo quịt cỡ này là vô mánh mọi người, nhưng mà cá mèo quịt tỷ lệ dính này là thấp đó. Thì bây giờ không biết sao mọi người, giờ chắc mà dục vài cái nữa rồi đi về mọi người, máy ướt nhẹp hết trơn về để ngâm rửa mọi người để nó hư nha. Ok xong rồi, xíu phải giáp cá lên trên đó đó mọi người. Rồi trời câu mệt rồi, giáp lên cũng mệt lắm mọi người. Để tuốt dưới đây nè, thấy không, giáp lên tới trên đây nè. Thôi giờ em ngồi nghỉ ngơi uống nước xíu rồi đưa cá lên bờ nha mọi người. Đồ gom xong nè mọi người, giờ kiếm đường dắt nó lên nha mọi người. Em cũng không biết dắt nó lên đường nào luôn. Ôi trời, núi mọi người coi nè, đứng sững không á, chứ không có lại lại đâu. Thôi giờ thôi em kiếm đường em dắt cá khủng lên cái nha. Lên tới mọi người. Thank you.
mở thấy câu luôn đó. Mở câu luôn hả? Dạ. Kéo muốn tẩu quả nhục ma luôn. Quay ra cái coi. Cái gì? Quay cái coi. Cái thù ấy. Con quay cái đã. 14 14 ký nha.